Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì là ngồi trên sofa đã có một cái bàn, và khi mà mang đồ uống thì vợ là do you wanna be my girlfriend? Hello mọi người, mình là Mai Sơn, hãy tìm mình trên Speakable nhé. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Hello. Bạn nói tiếng Việt được đúng không? Vâng. Nhìn thấy cô dâu lúng la lúng liếng, mắc cỡ e thẹn đồ, thấy dễ thương quá à. Nó nghe là mới cưới hả? Không. Dạ không, bọn em cưới được hơn 2 năm rồi. Vậy hả? Wow. Trời ơi, mà nhìn lúc nào cũng thấy là như là vợ chồng son sắc. Đúng, đúng tiêu chí chương trình đó. Vợ chồng son à, rất là son. Rồi, rất là vui khi được chào đón em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh mời em giới thiệu về mình. Em tên là Valentin Constantinescu. Em là người Romania và em sinh năm 85. Tuổi trâu. Đúng là tuổi của năm nay luôn. Tuổi năm nay vâng. Tuổi của em tên Sử. Bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentin là hơi dài. Còn các bạn nước ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì vợ chồng thì nó như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó. Là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Rồi mà em? Dạ em tên là Phạm Thiên Ngân, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và... sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ. Nói tiếng gì cũng được ạ. Hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở quán cơm, mở bán cơm văn phòng và cơm tấm.
Anh đến vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ. Và là à ok, chào cô ạ. Ok thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Thì, vâng. Dạ, bây giờ thì có, ban đầu thì có lắm. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Vâng. Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo, chưa hoàn toàn hoàn hảo, tại vì là ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say, bởi vì đặc biệt là bây giờ bọn em, cái công việc của bọn em nó rất là áp lực và thường là bọn em đi làm việc rất là trễ, thì ảnh thì ngủ rất là say, và khi mà mệt, cơ thể mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok, ngáy thì em có thể bỏ qua được, nhưng mà đang nằm mà nhiều khi mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á, mà trời ơi á, tay trong đật khu loạn xạ lấy cái lên, mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô người em không á, đau nó muốn xỉu luôn á, mà không dám gọi dậy, tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ, nên là em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để mà cái gà ngủ dậy thì sẽ bảo là ok xin lỗi em, ok rồi lại ngủ dậy lại một lần nữa thì cái sẽ không điều khiển được. Vâng. Vâng. Nhưng mà nhiều khi là do áp lực ban ngày á, à không, mà em như thế từ bé. Ôi, từ nhỏ. Vâng, không biết trong đầu của anh khi mà mơ rất là năng lực, không biết mà cứ di chuyển như vậy. Có nghĩa là tăng động. Vâng. Đúng rồi. Trong lúc thức cả trong giấc ngủ. Đúng rồi, vâng, tăng động vâng, lắm anh vâng, ơi. Vâng. Em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ, nhưng mà đây ngủ dậy thì chỉ cần vào lại va lên ngủ dậy ngay. Và sau đó sau 5 giây thì làm ngủ tiếp. Em ngủ rất là dễ, rất là ok. Đúng rồi. Vâng. Cái nữa là người ảnh nóng lắm. Cái nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao, và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á, ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò, mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng, em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á, em thích những cái nơi lạnh, nên là em không chịu được nóng, nên là kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế, tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều, ngủ cũng vậy, là ngủ mỗi đứa một bên, thì vì là cứ ôm em một phát xong rồi tới 1-2 phút sau thôi, chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá, thôi anh ơi bỏ ra đi đừng có ôm nữa, bỏ ra. Nó tỏa ra ấy chứ. Ôi lúc nào cũng hôn, ôm hôn suốt ngày đó anh. Dạ đúng rồi, ôm hôn suốt ngày nhiều. Không, nhưng mà em chỉ đi theo cảm giác thôi, em cảm giác làm gì thì làm. Rồi bây giờ nhìn vợ cưng á, em hiểu chứ cưng đúng không? Vâng. Nhìn như baby á, cưng á. Vâng em biết, nên là giống như là hồi xưa mình chơi búp bê á. Dạ. Nhìn búp bê mình cưng là mình phải hôn nó. Đây là từ tiếng miền Nam. Vâng, cái cưng đó. Dạ. Thế vợ có tật xấu gì không? Không, chỉ có một cái là không chịu nóng. Và vì vậy thì rất là khó ôm. Khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ, và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ, nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau. Rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì? À không có gì để muốn thay đổi. Không, bởi vì đúng rồi, bởi vì bọn em cũng nghĩ là có quan điểm là sau khi bắt đầu yêu nhau thì không giải thích thế nào là em yêu Ngân bởi vì Ngân là như vậy. Thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không bắt đầu yêu. Chị Ngân okay. Không còn là Ngân nữa. Thì, đúng là như thế, vâng. Chứ không phải là bắt đầu yêu rồi ok bây giờ phải thay đổi để làm gì. Nếu mà chưa hoàn hảo thì chưa yêu. Đây là theo bọn em là như vậy. Em cũng vậy, em có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ. Chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là anh bớt lại. Đang cố. Nhưng mà thiền. Đúng rồi. Rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của ảnh ra, cái cho mẹ, cái cho con thì sẽ bớt. Dạ em cũng hy vọng. Em có mong chưa? Em có mong có baby chưa? Chưa, bây giờ thì bọn em chưa, bởi vì chưa giàu. Không, chưa giàu. Vì chưa giàu thì mọi thứ ok thì có nghĩa là không cần bỏ nhiều sức để kiếm tiền các thứ. Thì lúc đó ok, để có con. Và khi mà cảm giác, cái này cũng tùy Ngân nữa. Okay, bởi vì đối với em thì đơn giản, nhưng mà đối với Ngân thì khó hơn.
Dạ đúng rồi, em còn trẻ. Dạ. Thôi vậy chúc tụi em hạnh phúc nghe. Rất dạ. Cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình này. Dạ, vâng. Em cảm ơn anh chị. Dạ. Vâng. Chúc cho mau giàu. Cái đó hợp lý á. Có thể bởi vì để mà tôi có cháu. Vâng. Bởi vì dạ. Trận hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm. Dạ. Cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Bây giờ chúng ta tạm thời chia tay cặp đôi số 1. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Sợ vợ ruột mất hay sao á, mà nắm chặt dữ vậy trời. Ga lăng lắm nè. Anh nghĩ rằng là chắc ở nhà anh chiều em lắm đúng không em? Dạ. Dạ, em xin chào anh Phúc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Văn Viên, sinh sống lớn lên là tại Đồng Nai ạ. Dạ em làm nghề kinh doanh tự do ạ. Rồi giờ mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Âu Thị Thương, em sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Thôi kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên mà vì sao các em lại gặp nhau? Thời gian đó là em với cả vợ em làm chung một cái quán cà phê, sinh viên làm thêm thôi. Em gặp vợ em phát là em có choáng liền không? Không ạ, em không có ấn tượng gì từ lúc bắt đầu. Không ấn tượng luôn. Em thì lúc đấy tự như là mình đi làm hành tránh ấy, buổi tối chỉ làm thêm một quán cà phê đấy thôi. Thì lúc đó chồng em đi lên trên sân thượng thì anh mặc cái áo dài lắm, dài mà kiểu như là phủ cái quần luôn, nhưng mà anh mặc quần jean. Em ấn tượng anh nói anh quê ở Hưng Yên. Thì tại vì mình người Bắc thì mình rất là thích nói chuyện với những người cùng quê với mình. Cũng chưa có ấn tượng gì nhiều đâu. Thế sau mà cũng nói là gần đến ngày sinh nhật của em, đó là sinh nhật cho 18 tuổi, em cũng mời anh đến dự buổi tiệc sinh nhật của em thôi, tại quán cà phê luôn. Ngày đó thì anh cũng đến, anh tặng em con gấu bự lắm. Trong cái lúc sinh nhật hai người có xong ca bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ cái lúc mà hát bài là bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt này nọ đồ đó là thích nhau đúng không? Thời gian chưa luôn. Dạ. Thế thì cái ngày đầu tiên mà hẹn hò với nhau riêng là bao lâu sau cái hôm Lý Tơ Hồng đó? Dạ chắc khoảng 3 tháng đấy. Cũng có duyên là người bạn cũng bảo là hôm nay thì anh nằm ké cho em, mà em có đi chơi đâu thì đi. Thôi nhắn tin đại cho anh này thì có đi chơi không. Thế đi lên Cốt Mắc Biên Hòa. Đi rồi khều khều, cái tay cứ khều khều muốn nắm nhưng mà không muốn nắm. Đó. Tức có nghĩa là các em cũng đã có một cái quá trình đó, là có nghĩa là đã thích nhau rồi. Đến khi nào thì bắt đầu mới trao nhau cái nụ hôn đầu tiên? Cái nụ hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm? Dạ. Cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Còn nụ hôn thứ hai thì ở tại khu công nghiệp, anh dẫn đi chơi. Thì vô tình anh tính hôn em nhưng mà để có công an đuổi. Thôi đi về đi. Mà hôn tới đâu thì bị công an đuổi. Chưa thực hiện gì được hết. Đang có ý đồ đấy anh ạ. Hai đứa yêu nhau được bao lâu? Dạ chắc được một năm ấy chị. Một năm thì mới làm đám cưới hả? Dạ. Ồ, rồi có sự cố gì trong thời gian yêu nhau không? Dạ có, nhiều vấn đề xảy ra lắm ạ. Đến lúc mà chuẩn bị đám cưới ấy, là người này lúc ấy là đi qua đường ấy, nó bị cái xe nó tông ấy. Cách thời gian cưới là đâu 20 ngày ấy. Là dạ. Bị tông đó, được có em bị tông sưng giống như quả ổi ở trên đầu. Trời em sợ lúc em sợ một cóc luôn. Đến cái ngày cưới thì cái cục nó có xẹp không? Dạ xẹp hết luôn. Thì đã đi khám là không may không có chuyện không gì bị sao. Không? Chuẩn bị đến ngày cưới nói chung là xảy ra rất là nhiều chuyện. 20 ngày đó thì cách em phải một tuần, hơn một tuần á. Mẹ chồng bị tai nạn, đó là gãy nghe ống đồng luôn. Gãy chân, gãy đầu chân. Làm sao mà lại gãy nghe ống đồng? Dạ, thời gian đó là mẹ em có chở hàng đi qua cái đường tàu ấy. Tai nạn chắc yếu đâm ở cột mốc ở bên tàu. Rồi sao? Trời ơi, lớn tuổi mà gãy ngay cái này là em, đau lắm. Cái này gọi là ống đồng. Ống đồng đấy, ống đồng. Hên làm sao mẹ này đã đặt được tiệc hết rồi, viết thiệp hết rồi, lại chỉ có cách có 13 ngày thôi. Thật sự em cũng rất là hững hờ. Đôi lúc em nghĩ ở trên bệnh viện á, em cũng không có nói ra. Em nghĩ là nếu mà chưa đặt tiệc thì chắc em sẽ hủy cưới, em sẽ không cưới nữa. Tại vì thấy nó kiểu nhiều chuyện quá đúng không? Dạ. Còn chuyện gì nữa không bé? Trong cái thời gian đó thì khách em thứ bảy, em đám cưới đó là 2 ngày. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì em bị bệnh.
Tại vì nên cái quai bị ấy, anh chị mặt luôn. Nên cái quai bị thì nó sưng sưng. Sưng cô dâu mà lại quai bị thế thì là hết sinh rồi. Mà nhưng mà thời gian đó cô ấy gầy lắm chị. Anh chị người thời gian cô ấy gầy rồi. Nhưng mà cho nên là nó bị quai bị vậy nó cũng bù lại, người ta bảo sao cô dâu nhìn mập mạp vậy. À vậy chị, à. Và, như chị... vậy là nó sưng đều. Đúng rồi. À, em đang định nói thật ra là hiền nè, anh cứ tưởng nó sưng một bên. Đúng rồi. Thì nó kỳ lắm. Tại vì anh biết có nhiều người bị quai bị chuyện bên gian... còn sưng hai bên là coi như mặt nó đều luôn đó, mặt cũng hậu. Phình. Thời gian này mà buồn lắm, buồn lắm. Đúng rồi, có nghĩa là cái lúc mà sốt quai bị có hành em không? Dạ có, thời gian là lúc đó là 4 giờ đâu là thứ 6 đúng không? Thứ 6 là em bắt đầu lên Long Thành em khám. Em khám thì nó kêu bị quai bị. Quai bị thì em về em lại suy nghĩ, em đọc lên mạng. Nó kêu là không có con. Lại thêm buồn nữa. Thế xong thứ 7 thì như đám cưới thì chiều chủ nhật em lên trên Biên Hòa thì em lại bắt đầu là chuẩn bị đi khám bệnh là người ta chích thuốc ấy, uống thuốc nhiều nữa. Cho nên trong thứ 7 này cũng mẹ chồng về nhà mẹ chồng ở. Anh mới bảo là mẹ kêu là lấy nước xong ấy. Thế là anh lên anh lau người, mẹ bảo cởi hết đồ ra để xong cho con, lau hết người cho con. Rồi xong mình mới bảo thôi rồi, bị khui hàng rồi. Thế là bắt đầu cái ngày cưới thì đến cái hôm mà thứ sau ngày chủ nhật thì em lại bắt đầu nhập viện tiếp. Đó là bị bao tử. Trời. Bao tử uống nhiều thuốc hả? Dạ. Rồi cái thời gian đó thì nó cũng qua. Thật sự này mẹ nói là trời, cái đấm cái đà cái đạp. Tự nhiên nó đang bình thường ấy, nhưng nó dùi dập mình không có gì để ngoi lên nữa. Thật sự nó rất là buồn, mà tại sao mình sống rất là tốt, có rất lương thiện, tại sao có thể xảy ra trong ngày hạnh phúc mình như vậy. Sau đó lại đến vụ mà em sợ ông em lại mất nữa. Ông em mất thì người Bắc người ta kiêng mà không được cưới. Đúng rồi. Thế bọn em chốt lại một câu là thôi thì nhân duyên ông trời anh thử thách thì thôi, thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau vậy. Mọi người rất là an ủi trong cái thời gian đó. Trải qua hai cái ngày cưới đó rồi, một tuần sau là ông nội chồng mất. Ồ. Là lúc nãy em nói là sợ là ông đi trước khi cưới phải không? Dạ. Thì như vậy là một tuần sau ông mất. Dạ. Ồ, như vậy ở trong Nam hoặc là Bắc người ta gọi là gì? Cưới chạy tang. Rồi xong sao nữa? Còn cái gì? Còn cái gì xui nữa không em? Kể luôn đi. Mẹ ruột em thì nhập viện để mổ. Bà nội khỏi rồi thì lại bà ngoại lại nhập viện nữa. Thì hai vợ chồng thay nhau, coi như là bà ngoại bố chồng thì về Bắc, còn chồng em thì lo cho mẹ chồng, còn em thì lo cho mẹ ruột. Có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau nắm tay. Chia đôi ra để. Dạ vâng. Chị thấy ông như vậy cưới xong là không có hưởng được trăng mật gì được hết. Đúng, thời gian đó bọn em không có hưởng một tuần sau mà tuần đúng sau rồi. Rồi. Hồi đó bọn em cưới là thời gian nó khó khăn lắm, bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Không có tuần trăng mật luôn. Dạ. Ý trời ơi, tuần sau là đi bệnh viện rồi. Rồi có đêm tân hôn không? Dạ có. Tuần một tuần sau thì mới nhưng có. À sau một tuần á thì mới có. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá. Dạ. Cái đêm tân hôn chắc cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Hay vui. Cũng có cảm xúc bồ hồi hộp anh. Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua lắng xuống rồi thì nói chung là tận hưởng. Nhưng mà cái vụ mà quay bị á, bác sĩ nói không có con nhưng mà cuối cùng thì như thế nào, có con không? Thì đó là chỉ ảnh hưởng cho đàn ông thôi. Phụ nữ mình nó không có vấn đề gì, có nghĩa là chỉ phần trăm nhỏ. Thì khi cưới được một tháng hơn một tháng thì cái lúc đó là em cũng về em chăm mẹ em. Mãi sau đến một tuần em cảm giác trong người nó khó chịu, buồn ngủ, rồi ăn uống mùi khó khăn lắm. Ai cũng bảo có bầu nhưng mà thật sự em không có tin. Ra hàng xóm người ta nói là ai có bầu rồi, em nói là làm gì có, làm gì có ngủ với nhau đâu mà có, nói thẳng vậy luôn á. Em thử ba que thử thai luôn, không tin. Thử thai mà thấy hai vạch mà không hai vạch mà đến thử ba hôm liền không tin. Tại vì có một đêm tân hôn thôi đó là dính liền luôn. Phải không? Dạ. Thì cũng chỉ trong vòng mấy ngày thôi đó. Tại vì sau đó là phải khỏi đi bệnh, khỏi bệnh đó. Một tuần sau thì khám là thai được 2-3 tuần gì rồi. Thì vui tự nhiên thấy em mừng vui. Thì bắt đầu cuộc sống nó lắng xuống. Đến Tết đó, đến Tết khi mà leo lên cầu thang thì cũng bị té. Té đâu 9 bậc đó. Trời đất ơi 9 bậc tập. Có ảnh hưởng không? Gì không em? Không? Thì cũng nằm như con tôm vậy thôi. Như là không ảnh hưởng cho tên bé hơn. Dạ. À vậy là bây giờ sao rồi? Bây giờ là cháu giờ là cháu là được 7 tuổi. Ủa rồi, cháu ôi. Trai 7 tuổi. Ủa rồi ôi, hai đứa rồi. Dạ. Mà cháu gái thì nay được 4 tuổi rồi. Ôi ơi, thế lúc nào là bớt xui nè? Em nghĩ là chắc sáng nặng em bé. Nghe hồi nãy em kể cái đoạn mà em bị quay bị đó, em khóc ràng rủa nước mắt.
anh tưởng đâu là ảnh hưởng, ảnh hưởng đó chị. Mà không sanh được. Hai về bây giờ đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi rồi. Vợ chồng thì cũng phơi phới thế này đây. Rồi bây giờ tới chuyện vui đi. Qua cơn bị cực tới thời Thái Lan. Đúng rồi. Đó. Bây giờ kể đến chuyện tật xấu đi. Đó. Anh ấy có tật xấu không em? Chồng em thì không có rượu, không bia, không thuốc. Chồng em chỉ thích, chỉ nghiện game thôi. À, mê game. Dạ, hơi game, mê game. Nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là hơi làm biếng một xíu. Hơi làm biếng. Rồi bây giờ, có gì nữa không? Dạ, tật xấu của vợ em thì nhiều khi là ngang ấy anh. Chuyện gì sai cô cũng để thời gian yên lặng. Em cứ cảm thấy bức tường nó bị cứ bị vây lại, khó chịu, nó không tâm sự được với ai, bực lắm. Cho nên lúc nào em phải kiếm cách mà làm lành với cô ấy không à. Chứ để một mình thì khó chịu lắm. Lúc nào cũng chuyện bé xé ra chuyện to. Xong rồi là tự cho là mình là người đúng. Dạ, xong rồi giận hờn. Xong rồi tự bắt em phải làm quen lại đúng không? Vâng. Vậy là hơi có tính nít á. Vâng. Thời gian với nhau chỉ là một người bạn ấy, người ta đồng cảm, người ta gọi em ra khu công nghiệp, hai người nói chuyện với nhau, thế là về ghen kể mẹ luôn. Là ghen hả? Vâng. Ghen dữ không? Ghen thì cũng dữ, nói chung là về 3-4 ngày không nói chuyện luôn á. Nhưng mà đó là chuyện hồi trước đây rồi. Thì đó. Còn bây giờ thì cổ có ghen không? Bây giờ thì không còn ghen nữa rồi. Ok. Vâng. Bây giờ thật xấu là gì nữa nè? Bây giờ chỉ là chăm con tốt không? Có bừa bộn không? Chăm con thì bây giờ chỉ nhờ hết cho bà nội rồi. Vợ chồng em thì đi buôn bán ở xa. Chờ vợ em thì cũng có cái quán nhỏ nhỏ, còn đâu em thì chạy trên đường suốt à. Còn đâu con cái gửi hết cho bà nội hết, bà nội chăm từ án rét hết. Tức là đặc xấu của hai em cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà bà nội năm nay là nhiêu tuổi rồi? Chắc bằng chị Hồng Vân á. Sinh năm 65. Tuổi gì tị này? Ất tị. 65 đúng rồi, tị là hơn chị. Mẹ chồng con á, mẹ chồng em vẫn hay nhắc. Nên chị Hồng Vân là không, chị Hồng Vân chỉ bằng tuổi mẹ. Như vậy thì trông cho trông cháu tốt. Vẫn còn tốt lắm. Nói chung là mẹ chồng em á thì vẫn còn khỏe. Dạ, bà vẫn còn rất là khỏe luôn. Chăm cháu rồi này kia rất tốt. Thôi như vậy là khỏe rồi, là vui rồi. Thế bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn anh á là chăm con nhiều hơn. Có nghĩa là em đi làm á, ở dưới Nhân Trạch á thì xa, cho nên muốn anh chơi với con nhiều hơn. Bớt chơi điện thoại lại, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Còn em muốn vợ thay đổi điều gì? Có chuyện thì mà nó đáng bỏ là 10, yêu nhau đáng bỏ là 10 thì cũng phải bỏ qua. Thì biết là đoạn đường phía trước là dài thôi, thì nắm tay nhau vượt qua thử thách mọi phía trước. À là làm mong muốn vợ vậy đó à? Vâng. Thôi thế cặp này thì không có cái gì để mà phải lo lắng nữa. Hồi nãy em nói đó, mong muốn là nắm tay nhau đi hết cuộc đời hết. Bây giờ đưa tay ra đi. Đúng rồi. Đi. Rồi. Ok, chúc các em cứ nắm tay như thế này đi đến hết cuộc đời. Dạ, nha. Rồi, dạ. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm nước uống Ion Kiềm cao cấp thương hiệu Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước, mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước Ion Kiềm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và món quà thứ ba đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 160g, tăng thêm trọng lượng, giá không đổi, với thành phần 80% ruốc tươi, tạo nên những món ăn ngon trong gia đình như phong ăn nước cốt dừa, cơm chiên hải sản mắm ruốc, lẩu mắm ruốc, nêm trong bún riêu, bún mọc, bún măng gà, đánh bún. Mắm ruốc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Rồi bây giờ thì đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời hai cặp vợ chồng các bạn đâu lưng lại nhau. Đó. Và nghe câu hỏi của tôi cho kỹ nghe. Hai người phải trả lời giống y như nhau nghe. Hiện tại trong ví của chồng bạn có bao nhiêu tiền? Trời, câu hỏi thú vị quá. Hiện tại trong ví của chồng mình có bao nhiêu tiền? Rồi, tôi thấy là ông chồng không biết rồi nghe. Vợ chưa có nghe. Đúng rồi. Vợ chồng của Thương quay ra 3 triệu. 3 triệu. Chính xác. 3 triệu luôn hả? Chính xác luôn hả? Rồi, trong ví của Valen có bao nhiêu? Giờ ra 4,5 triệu. Em không biết vì tiền của em chồng cũng giữ. Dễ thương không? Như vậy
với kết quả 3 triệu đồng, vợ chồng Thương sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 cái thùng này. Em chọn màu hồng. Màu hồng. Trời ơi, tôi mất lượt rồi. Thiệt. Vợ chồng Valen, Ngân. Màu gì nè? Màu hồng đã được chọn. Xanh. Màu xanh, rồi. Tôi màu đỏ. Rồi, tôi màu vàng, rồi. Cùng ai lấy lên đi. Của ai nấy giữ. Rồi, mời các bạn lên. Nào, như một, mở. Hui. And... Wow. Tối nay sẽ kịch gì nha. Đây. Em coi chị, ok. Ok, ok. Rồi. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Mở. Hui. Wow. Chúc mừng. Chúc mừng hai vợ chồng của Valen đã nhận được một phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Zulika với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và chúc mừng hai vợ chồng của Thương đã nhận được một món quà, đó chính là sản phẩm nước uống y ong kiềm cao cấp thương hiệu Fushiqua. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt các cặp vợ chồng Son và chị Hồng Vân, Quốc Thượng xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.